biến là làm chậm tốt. Ôi Faker dịch chuyển ra phía sau, xin lỗi anh em ơi, cú double kill dành cho Faker có đồng hồ để có thể câu kéo. Mãi nhìn quá. Ui đại bác đẩy lùi được cả đội. Pha xử lý kia. Dậm nhảy tên lửa ăn nguyên cái cầu sống nhưng vẫn có sát thương để có thể dứt điểm. Nice. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Ok, ngày hôm nay thì mình cùng đến với một ván đấu của Faker với con vợ Chitra của mình giữa đánh kèo kỹ năng với lại dây anh em ha. Đi thôi. Rồi ok anh em ơi. Mấy ngày hôm nay thì Faker đang luyện khá là nhiều những con tướng như là Jay với lại Chitna anh em ha. Và mình cũng đang thấy là Gumashi và các thành viên khác nữa cũng đang luyện rất là nhiều những cái bài tướng khác nhau. Ví dụ như Guma thì cũng đang luyện con Jerry đánh rất nhiều. Một con mắt được cắm ra, đội đam không? Chơi. Trở liền chạy liền. Ok, cái kèo này thì chúng ta sẽ thấy là với một cái bước chân thần tốc anh em thì Chitra sẽ nhỉnh hơn ha. Né chiêu nè, áp lực nè, đánh rất áp lực đến từ Faker. Nhánh phụ của Faker chúng ta sẽ có tàn phá hủy diệt kết hợp cùng với lại giáp cốt chứ không phải là cái điểm lan tràn. Ây da, né chiêu ác, đứng sau lính nhấp nhả, hơi khó thở cho Jay rồi. Jay kỳ này là hơi khó thở rồi, một cái chinh phục đến từ Jay rồi. Nó sẽ có một cái tip and trick là chúng ta sẽ tận dụng cái tốc độ di chuyển nhanh hơn đến từ cái bước chân thần tốc á. Khi đó chúng ta đánh lính một cái, tăng tốc độ di chuyển, tiếp cận đối phương, gắn cái một thuốc súng, bắn thêm một cái nữa, đẹp thì thêm hai cái à. Khi cấp độ 3 thì chúng ta có thể kích quy lên để chúng ta có thể thêm cái đòn bắn vào cái bọc thuốc súng anh em. Rồi, vẫn đang xử lý khá là tốt đến từ Faker. Farm farm chiêu chiêu để áp lực, khiến cho Jay cũng bị mất chỉ số lính ha. Jay farm mới 7 con, thua 4 con so với lại Faker. Nãy chiêu tốt nè. Đứng sau lính nhấp nhả quá khó chịu. Ở phiên bản 13.15 thì chúng ta đang thấy là con Talia cũng được xuất hiện ở trong khu vực rừng. Tốc độ dọn rừng nhanh hơn, sát thương tốt hơn. Đường dưới thì đang có va chạm rồi. Faker thì vẫn đang áp lực ở khu vực giữa với con bài Chitana của mình. Phía bên kia thì Jay có bình, có bánh, có khả năng trụ đường ha. Rồi, một tình huống tấn công khu vực dưới tốt. Một pha vừa farm lính vừa rỉ máu. Bọc thuốc súng được gắn vào đầu của Jay, khá là khó chịu. Ui, pha trao đổi chi thức vừa rồi đau rồi nha. Faker vẫn đang farm rất tốt. 21 chỉ số lính, 22, 23, ấy à, mới nói xong, 22. Rồi, gắn cái bọc thuốc súng, chưa có thêm cái đầu bắn đến từ Faker, vẫn đang hết sức là nhấp nhả. Bị cái lần Chitana thì có thể là nó sẽ bị găng thôi anh em ơi, nhưng mà anh em đừng lo, với một cái vòng rừng chúng ta cũng sẽ có cái áp lực đến từ rừng của mình mà. Căn bản là chúng ta đẩy tốt vào khu vực giữa, nhảy vào tấn công gắn cái bọc thuốc súng một hit. Đâu, hiện tại thì Jay chỉ còn lại trong đó khoảng chừng dưới 50% máu. Có một bánh đến từ Jay, ăn bánh rồi. Thấy đối phương đang thấp máu thì Faker quyết định là đẩy xong cái đợt lính này luôn để có thể tiếp tục gây sức ép. Phan chiêu chiêu ha, mất một con lính ở trong cái quay 7 con vừa rồi. Tàn phá hủy diệt. Ui, chuyện búa lao vào tấn công à. Hơi mạo hiểm. Như vậy thì Jay sẽ bị mất lính anh em. Ây da, mất con xe to nè. Trúng cái bọc thuốc súng một hit nè. Đầu Talia thì đang có ý định găng Faker pha thi đấu này thì phải. Máy quét đã được sử dụng. Faker có tốc biến. Sẽ là một tình huống tấn công đến từ Talia. Vòng ra phía sau. À không, cắm con mắt tím thôi anh em ơi. Khi mà thấy cái lượng máu đến từ Jay bây giờ cũng đang hơi hạn chế, quyết định đến từ Faker là sẽ tiếp tục tấn công vào cái công trình này. Một con mắt được cắm ra, không thấy đối phương ăn bẫy chim nữa. Nhấp nhả quá khó chịu, bắt buộc phải về rồi. Lần về nhà này thì Linh nghĩ rằng cũng tạm thời có thể gọi là chấp nhận được dành cho Jay, khi mà anh ta farm đâu đó thu khoảng chừng 10 chỉ số lính. Tạm thôi nha, chứ kèo này thì Faker dẫn trước là một cái điều tương đối là dễ hiểu. Ok, tiếp tục là cái sức ép của Faker khu vực giữa. Một hit nè, đầu. Đứng sau lính rồi anh em ơi. Ui da, cái cầu sống vừa rồi của Jay. Choáng rồi, ngợp rồi. Farm kích quy lên, farm chó lẹ, gắn một cái bọc thuốc súng. Cố gắng để có thể né chiêu quân phía đối phương, farm xe tốt. Mất một con lính đến từ Faker. Farm hai con còn lại thì ok.
Một lớp giáp trụ thứ hai liệu rằng có thuộc về cho bên phía của Faker không đây? Một hit trụ, một hit người, một hit người có thêm cái bọc thuốc súng, một hit trụ nữa, một hit người nữa, một hit người nữa. Thôi thôi thôi, đầu 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 đầu. Velcro cũng đang bắt đầu có mặt ở khu vực giữa. Ấy da, farm lính vẫn nổ đam e vào người của Jay. Serac cũng đang có mặt ở đây. Sẽ tình huống giao tranh hai vé sai. Talia có mặt ở phía sau nữa. Ây da, có khả năng làm chậm. Velcro cũng xuất hiện ở đây rồi. Ây da, né e quay ngược trở lại. Có kiệt sức, Faker lao vào tấn công. Velcro là người chống chịu một hit trụ, hai hit trụ. Faker đã đủ sát thương để có thể tiêu diệt được Serac. Phía bên kia thì lượng sát thương đến từ trụ cũng nhiều quá. Mavet cũng đã bị hạ gục rồi, xin lỗi, Velcro cũng đã bị hạ gục rồi. Rồi, có một khoảng trống nhỏ nhỏ. Chênh lệch của hai người chơi đường giữa bây giờ đang một con số 35 chỉ số lính. Bọc thuốc súng. Né cái cầu sấm vừa rồi quá tốt đến từ Faker. Farm trọn vẹn cái quay lính này. Nhanh gọn lẹ. Tiếp tục xem cái sức ép. Không, Faker quyết định về nhà Saiti. Chưa về hả? Quay ngược trở lại, một lớp giáp trụ thứ ba dành cho Faker chăng? Một hit trụ gắn cái bọc thuốc súng, hai hit, ba hit trụ. Nổ cái bùm. Lớp giáp trụ dành cho Faker. Nhấp né được cầu sấm tốt. Ông Jay bắn cầu sấm hơi tệ nha. Bên cạnh Faker né thì phía bên kia Jay bắn cầu sấm nó cũng hụt nhiều á. Velcro bắt đầu lò dò ra khu vực giữa rồi anh em ơi. Sẽ làm tình huống muốn hỗ trợ cho Faker pha thi đấu này. Tốc biến quy này ép được tốc biến của Jay nè. Có cổng gia tốc được đặt ra cái góc khá là đẹp của Jay. Đặt cổng thì ok nha. Mà bắn cầu sấm thì nó hơi mủ. Ui, suýt chút nữa đã phải lên bài đường số với 33 máu của Jay. Phan chiêu chiêu nè. Bốn lớp giáp trụ nè. Ui, cái đòn đánh có bốc diệt thị quái vừa rồi nó hơi đau. Trời ơi. Chuyện búa lao vào thì không né được. Nhưng mà sát thương trả ngược trở lại đến từ cái bọc thu súng vừa rồi của Faker là lớn quá. Đầu tàn phá hủy diệt để giờ Faker chưa được kích hoạt. Đang giữ cự ly quay ngược trở lại tấn công vào người của Jay. Jay đau thật sự. Dầm nhảy tên lửa lên chưa vào đủ tầm để có thể gắn cái bọc thuốc súng. Nếu như không gắn bọc thuốc súng bắn chiêu cuối thêm cái đòn bắn nữa, có lẽ như sát thương sẽ là đủ. Bây giờ cũng sẽ một cái skep lớn dành cho Faker trong cái kèo thi đấu của khu vực giữa. Né chiều. Tàn phá hủy diệt gắn bọc thuốc súng. Faker muốn lấy trụ. Bùm 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 quay ngược trở lại tấn công vào người của Jay. Đã bắt đẩy lui, kết hợp cùng với đó là một cái đòn bắn nối theo. Ngon, tính đam ác. Một pha vừa tính đam muốn lấy trụ mà vừa muốn giết người. Gắn cái bọc thuốc súng lao vào tấn công. Ép được cái phản công của Jack. Phá mắt quân phía đối phương. Farm tiếp cái đợt lính có xe này. Sức ép bây giờ là quá lớn rồi. Jack cũng không biết là Faker có chiêu cuối hay không. Thông tin gần như là không có đến từ Jack. Faker trong thời điểm đó thì cứ farm thôi em ơi. Bạn trống bây giờ là cực nhiều. Ui, nhảy vào không cướp được đá lớn. Quá ác rồi. Rừng này như là rừng của Faker. Jack chỉ còn lại cho mình đó nửa cây máu. Ao hai cấp độ của Jack so với lại Faker. Bọc thuốc xuống, một hit, hai hit. Nổ cái bùm. Ây da, ây da, ây da, à, ây da, ây da, ây da, ây da, đầu. Đầu thật sự. Một pha bắn đại bác để lùi khiến cho Jack phải mất một nhịp để có thể kích hoạt được cái hạt thông nổ. Talia có chiêu cuối. Rồi không tự tin vào cái sát thương của mình. Ây da, chiêu cuối vừa rồi của Varus. Đi vào hư vô. Chịu rồi. Lần về nhà này Faker chắc chắn sẽ có thêm cho mình đó đoạn down Novary. Faker dậm nhảy tên lửa vào bụi, hai on burst là đầy tốc biến né tấm thảm bất ổn của phía đối phương. Và sau đó dứt điểm luôn cho mình đó Varus. Double kill dành cho Faker và xử lý IQ 200. Nhảy vào bụi đối phương không có tầm nhìn anh em ơi. Rồi sau một khoảng thời gian thì Faker cũng đã có được cho mình đó 3 món trang bị lớn anh em ơi. Kết hợp cùng với đó là một con sứ giả vừa rồi đã được ăn. Faker bắt đầu tấn công khu vực dưới, sứ giả được đẩy ra trước. Ui, bắn mắt thấu kính vào thấy Jackin đang núp bụi. Biết cái bụi đó của ai không? Nhìn lại cái tên đi ông nội. Nhảy vào, quyết định là làm choáng tốt. Cầu sấm nhắm vào người của Faker. Thì phân hủy sự sống em được tốc biến của Jackin. Jay lao vào và sức đau được người của Velcro Faker. Ui, Faker bị tấn công 1000 tiền dành cho Jay. Jay thơm nha. Jay rất thơm, cầu sấm xong nãy giờ có đồ chuẩn sát cao vậy ấy. Quay ngược trở lại chuyện dạng búa. Nhưng đã bị hạ gục rồi, trúng một loạt thanh trừng của Lucian. Đây xem tình huống cố gắng được có thể gồng mũi tên. Double kill dành cho Varus. Hay tốc biến đuổi theo đỏ sát thương cùng với lại Lucian e trượt. Nhưng Serac ở phía sau bồi thêm đam. Lại sơ một tình huống giao tranh rất hay của các viên của phía đội 2. Tốc biến là làm chậm tốt. Ôi Faker dịch chuyển ra phía sau. Xin lỗi anh em ơi. Cú double kill dành cho Faker có đồng hồ để có thể câu kéo. Mãi nhìn quá. Ui đại bác đẩy lui được cả đôi. Pha xử lý kìa.
dầm nhảy tên lửa ăn nguyên cây cầu sống nhưng vẫn có sát thương để có thể dứt điểm. Nice. Hacker chưa nằm, né đúp tốt, giữ cự ly với lại sắt. Ôi, nãy đang nhìn vô mấy ông khác cái tự nhiên Faker xuất hiện ở phía sau cũng hơi bất ngờ và hoảng hồn chút xíu. Như vậy là sau tình huống phản công vừa rồi của Faker thì các thành viên của phía team Faker bắt đầu đã có cơ hội để có thể tấn công tiếp vào combo này. Rock chiêu cuối cao xạ ma pháp, né, còn hai lần nữa đúng không? À không, còn một lần nữa em ơi. Chúng chiêu cuối đến từ Maokai. Xong, hết cướp rồi. Gồng quy không kịp khi mà đó lượng sát thương vừa đủ đến từ các thành viên của phía team Faker. Tinh farm quá nhanh luôn ha. Hiện tại Faker đang có được 3 món trang bị lớn ở phút thứ 23, 22 của ván thi đấu. Là cái ngưỡng sức mạnh quá lớn dành cho Faker trong ván thi đấu này rồi. Tiếp tục là đẩy cái được lính lên khu vực đường trên. Dây trong những cái tình huống giao tranh vừa rồi có khá là nhiều những cái điểm hạ gục sách đao ấy chứ. Mình thấy là ít nhất là pha giao tranh khu vực đường dưới vừa rồi thì dây có khoảng chừng 2.000 tiền hơn á. Jay và Zack, bộ đôi bắt cặp cùng với nhau và đang có ý định tấn công vào người của Faker. Thành công hay không đây? Những con mắt tím đã được cấm. Faker quyết định là chưa về. Ok, một cái mặt thấu kính đến từ Faker phát hiện ra một cái ý đồ đen tối của Zack. Sương sương phá mắt quân phía đối phương, cản tình huống biến về. Dậm nhảy tên lửa rút ra phía sau. Rồi, đồng đội đang đẩy. Nãy pha né né vừa rồi của Faker đầy kinh nghiệm ha. Quyết định của phía team Faker là sẽ pin tấn công vào trụ 2 của vùng trường trên để cho phim ra đẩy lẻ đường dưới. Phá tầm nhìn của phía đối phương nè. Chuẩn bị đang gây sức ép nè. Tấn công vào trụ 2 nè. Cầu sống vừa rồi cái hitbox của nó vẫn trúng vào người của Faker. Rock chiêu cuối 1 hit 2 hit trúng hết. 3 hit 4 hit 5 hit. Hit thứ 5 suýt trúng. Fiora bảo chiêu cuối ép lui được đối phương. Ba thành viên của phía team 2 tấn công chết được Fiora rồi. Rồi, Faker quyết định là tấn công tiếp vào trụ 2 của vùng trường trên với cú dập nhảy tên lửa của mình. Bọc thuốc súng được gắn vào trụ 2. Dọn lính quá nhanh. Sát thương bây giờ là cực lớn rồi. Faker bây giờ đang có 360 sát thương vật lý. Ôi ôi, mấy cái replay dạo đây nó cứ bị lỗi anh em ơi. Ván thi đấu này chúng ta đang có kết thúc ở phút thứ 29, tức nghĩa là còn 4 phút nữa và KD của Faker kết thúc với một KD là 825. Như vậy chúng ta sẽ có một pha giao tranh cuối nữa của phía team Faker ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những số video lần tiếp theo. Bye bye.